Đây là một cái ba lô đeo chéo, cái loại mới, cũng khá là hot ở trên thị trường hiện nay. Và mình đang có trên tay ở đây là một cái phiên bản của nó. Cái loại ba lô này thì nó sẽ có một vài màu, nhưng mà cái màu mà mình đang có ở đây thì đó là màu đen và pha với lại cái màu này. Cái màu này được gọi là cái màu vàng đồng. Gọi nó là cái ba lô đeo chéo công nghệ bởi vì nó cũng nhìn thiết kế rất là hay. Nó thiết kế dựa trên cái ý tưởng đó là siêu xe. Nhìn nó nếu mà có bốn cái bánh ở dưới đây thì y chang chiếc siêu xe vậy. Cái chất liệu làm nên cái túi này thì đó là bằng vải Oxford. Và cái kích thước của nó là khoảng khoảng 30 mấy rồi 17. Đó, 30 mấy với lại 17. Nó cũng có khá là nhiều ngăn và nó được thiết kế có một cái khóa ở đây để giúp cho mình bảo quản đồ và mình sẽ không có lo bị rạch túi hoặc là móc túi khi mà mình đi ở trên xe buýt hoặc là những cái nơi mà lễ hội đông á, thì mình hoàn toàn mình có thể chủ động được cái việc mà mình sẽ bảo quản vật dụng cá nhân của mình. Đây là cái túi mới hoàn toàn luôn và nó cũng sẽ có rất là nhiều ngăn. Mỗi ngăn thì nó sẽ có hai cái đồ dây kéo như thế này. Đây là cái ngăn chính và một cái ngăn ở phía trước, một cái ngăn chính và một cái ngăn phụ ở phía đằng sau, một cái ngăn phụ ở phía đằng sau. Và cái mình trên cái dây đeo này thì mình cũng có thêm một cái ngăn nhỏ nữa. Cái ngăn này thì mình nghĩ là để được một cái chìa khóa, một vài cái chìa khóa hoặc là cái thẻ ATM hoặc là cái thẻ tín dụng gì đó. Nói chung là vừa đủ để một cái thẻ vào trong đây, hoặc là một ít tiền lẻ để mình đi xe buýt, hoặc là tiền mà mình tháo ra thì mình có thể sử dụng ngay á, mình sẽ bỏ phía trong đây được. Và nó cũng sẽ có một cái túi, một cái ngăn bí mật ở đây. Cái ngăn bí mật ở đây á thì đây là cái ngăn bí mật nè. Cái ngăn bí mật ở đây thì cái kích thước của nó cũng khá là sâu á, mình có thể để vừa cái điện thoại hoặc là bất kỳ một cái gì đó mình muốn cũng được. Đó, như là mình có cái điện thoại nè, mình có thể nhét vừa vào ở phía bên trong luôn. Rất là vừa luôn, vừa để được một cái điện thoại luôn. Và mình sẽ mở cái ngăn ở phía đằng trước ra. Ở phía đằng trước đây á, cái chất liệu cái vải Oxford này á thì nó sẽ hoàn toàn nó không có hề thấm nước. Cái chất liệu Oxford thì nó cũng tự tự giống như da, mà nhìn nó giống như là cao su hơn. Thì đương nhiên là mình xài một thời gian nó sẽ không có bị nổ hoặc là nó sẽ không có bị bong da như là những cái da lộn. Và cái túi này hoàn toàn chống nước luôn. Nhưng mà chỉ tiếc một điều đó là cái phần dây kéo này thì nó không có thiết kế chống nước. Không, đây không phải là cái loại mà dây kéo mà có thể chống nước được. Do đó nên là nước nó sẽ trượt thôi. Còn nếu như mà nước nó thấm vào ở phía bên trên đây mà nó thấm vô thì nó cũng sẽ vô nước. Nhưng mà cái bề mặt của nó thì sẽ không có thấm nước. Đây là ở phía bên trong. Cái ngăn ở phía bên trong thì cũng khá là rộng, mình có thể để được một cái máy tính bảng nhỏ ở phía trong đây cũng được, hoặc là một cái iPad cũng được. Nó cũng có lót một cái lớp mút nè, cũng khá là dày, có một cái lớp lót mút ở phía bên trong. Dây kéo thì dây kéo rất là mượt luôn, có cái cảm giác rất là mượt. Nó không có bị rít, nó không có bị dính như là những cái loại dây kéo khác. Và đây là cái phần ngăn chính của mình. Cái phần ngăn chính này á, nó hay một cái á, đó là nó sẽ làm cái phần dây âm ở phía đằng sau luôn. Cái phần dây âm ở phía đằng sau thì nó có cái tác dụng gì? Đó là nó sẽ giống như là khi mà mình đeo lên trên người đi, thì cái phần dây kéo này nè, thì nó sẽ dính sát vào trong người của mình. Đây là mình sẽ không có bị mà giống như là ai đó mà như họ kéo, họ mở ra để họ móc, họ châm đồ của mình đó, thì sẽ không có bị như vậy. Đó, thì mình sẽ mở ra. Cái này mình có thể mở ra hoàn toàn luôn nha. Nó sẽ kéo được đến đây luôn. Nó sẽ kéo hết 3/4 của cái diện tích, cái chiều dài của cái túi này. Ở phía bên trong thì nó sẽ cho mình một cái cọng dây này. Cái cọng dây này là cái cọng dây nối để mình nối vào trong cái cọng dây sạc á, để mình bỏ cái viên pin dự phòng trong đây nè, rồi mình sẽ nối cái cọng dây sạc của mình vào đây. Sau đó thì mình có thể sạc điện thoại rời cũng được. Đó, thì mình có thể hoàn toàn mình có thể sử dụng sạc cái điện thoại rời. Ở phía bên trong đây thì nó sẽ có thêm một cái ngăn lưới này để cho mình để
khăn giấy hoặc là khăn giấy ướt gì đó cũng được, hên xui mình muốn để gì mình để. Và đây, cái ngăn này là cái ngăn chống sốc nè, nó sẽ có một cái lớp mút rất là dày luôn, cái lớp mút rất là dày. Và cái chiều sâu của cái túi này nó cũng rất là sâu. Đó thì mình cũng sẽ có thêm một cái ngăn phụ này nữa. Cũng sẽ có thêm một cái ngăn phụ ở đây. Cái ngăn phụ ở đây thì nó cũng không có sâu lắm, thì mình có thể để được vừa cái bóp của mình vào phía trong đây cũng được. Đó, về cơ bản thì cái túi này nó chỉ có vậy thôi. Và cái phần đáng giá nhất của cái túi này đó là cái phần dây cầm này nè. Cái dây đeo này không biết nó làm bằng cái chất liệu gì, nhưng mà có vẻ như là nó rất là chắc chắn, và khi mà mình cầm ở mình xách á, nó sẽ không có bị đau tay. Và cái phần dây này nó cũng rất là dài nữa, mình muốn cầm khúc nào cũng được. Đó, nó nối từ ở phía bên hai bên lề, nó nối qua luôn. Và đây thì mình cũng có thêm một cái khóa để mình chống trộm. Cái phần khóa này đó là cái khóa mật khẩu. Và cái khóa mật khẩu này nó sẽ là 3 số. Mặc định của cái khóa này ban đầu nó sẽ là 000. Đó, ban đầu nó sẽ là 000. Và mình có thể chỉnh theo cái số mà mình muốn. Và để có thể reset lại cái password theo cái ý muốn của mình, nó rất là dễ thôi. Ở đây có cái nút bấm nè, để mình mở ra. Thì mình sẽ, ban đầu mình sẽ giữ như thế này. Và sau đó mình sẽ chọn, mình sẽ xoay, mình chọn số bất kỳ mình thích là số mấy. Chẳng hạn như là đây là 000 đúng không? Bây giờ mình sẽ để số là 600 hay 900 gì đó. Chắc là 600, 900 chứ. Số này là số 9. Đây là số 900 đi. Đó, số 900. Bây giờ là số 0 là hết mở được rồi. Bây giờ số 900 mới mở được. Mình sẽ quay về số 0 thử. Đó, bây giờ số 0 là không có mở được. Mình phải dặn số đúng của nó. Bây giờ mình sẽ trả nó về mặc định là 000. Đó, và cái phần này nè, thì mình sẽ gắn hai cái phần dây kéo này vào ở phía bên trong. Đó, mình sẽ gắn vào. Mình sau đó thì mình sẽ không có lo sợ là bị móc túi nữa. Bởi vì làm sao mà móc túi được. Đó, mình sẽ gắn vô như vậy. Và cái phần khóa kéo này nó cũng thiết kế rất là hay. Đó là nó thiết kế ngang hông cái phần sườn ở phía bên phải. Bởi vì cái túi đeo chéo khi mà mình cần lấy đồ đi, thì mình sẽ đeo cái túi đeo chéo này, mình đeo ở phía trước ngực của mình đó. Khi mà mình cần lấy đồ thì mình có thể mở ra ngang ngang như thế này, và mình có thể lấy được đồ ở phía bên trong, mà mình không cần phải mở ra hết tất cả các túi. Đó, cũng sẽ rất là tiện lợi cho bản thân của mình. Cái phần dây này thì mình cũng có thể điều chỉnh được. Mình có thể điều chỉnh được là dài hoặc là ngắn gì đó, tùy theo ý, tùy theo cái sở thích của mình. Rất là dễ dàng thôi, mình sẽ cầm cái này để mình kéo và mình điều chỉnh được cái kích thước của cái sợi dây. Cái phần ở dưới đây, cái phần mà tiếp giáp vào trong cái phần lưng của mình đó, nó sẽ không có lưới và nó cũng không có lớp lót một cái lớp gì hết, nên là cho cái khả năng trong nước rất là tốt. Cũng như là sẽ không có bị sùi lông. Nếu mà có lớp lưới ở đây, nó sẽ bị sùi lông theo thời gian, nó đâm vô rất là ngứa. Còn cái này thì không có. Đó, đây là cái túi. Cái túi này, cái màu vàng đồng. Cái màu vàng đồng này nó rất là đẹp nha, khi mà kết hợp với lại cái màu đen á, thật sự ra nó rất là đẹp luôn.